Vũ xin chào bà con, trở lại màn ảnh tụi em. Hôm nay có gã 199. Chưa có rửa nghe còn thấy ghê lắm. Nhưng mà là máy gin. Máy đầu nồi nguyên gin bán đầu bán đầu nồng cho người ta. Nói chung còn có nhiêu đây à, bán là gã cho ngày. Bây giờ cái bơm nhất lóc và bơm nhất gầy KFL đời 99 ở tầng đa gin luôn. Không có sơ mi gì hết trơn á. Nè. KFLF nè. Qua lộn xếp. Không ạ. Da băng nè. Đó, mặt đạn na chi da băng nè ha. Mặt đạn còn không có xào gì chứ. Mặt đạn na chi da băng. Nói chung là găng cỏ này là không có sơ mi luôn nè. Không có xì nhớt, ngon lành lắm. Đó, lóc giữa còn đẹp nè. Thấy không? Rửa ra là mới tinh thôi. Nhưng mà cái này không có rửa được, chừng nào người ta làm, thợ người ta làm, người ta rửa, người ta vô nhớt lại nó mới im. Bây giờ bán bây giờ tháo cái bơm nhớt gầy này bán cho bà con 300 ha. Cái lóc giữa này với hai cái đũa này nè. Đó, mặt đạn này đủ cái gan vậy đó, 1 triệu. Rồi, ghi vô. Lóc bơm nhớt gầy 300. Đó, tháo bơm nhớt gầy bán lẻ luôn. Ai thích giao mình chịu đó à. Bơm nhớt gầy 300, rồi cái lóc giữa 1 triệu, rồi cho qua. Rồi qua lăng lửa điện. Đó. Ai mua lẻ, mua bộ, bán bộ, chơi luôn. Xúp bà soi luôn. Cuồng lửa 99 đây, bao lửa mạnh dạng cho bà con, mạnh whip lắm. Anh em đưa vô alpha là chạy bao đâm luôn, lửa 6 tép 99 gin theo xe. Đó. Bao đứt, bao sống, bao hết các kiểu luôn, bao mạnh dạng luôn. Có cái miếng này bị xét nè. Rồi cuồng lửa 99. Đó. Này nó có dính cát. Nó vô hơi cát quá. Bán 800 ngàn. Đó bà con coi. Bao hết các kiểu cho bà con luôn. Cuồng lửa 99 800. Qua lần 99. Bao lửa mạnh cù cụ luôn. Bao đời cái nổ, đời cái nổ. Ở đây nó có bị dâm xét nha. Xét thôi nó không có bị hư nha. Nè, xét thôi bị hư. Trời ơi, cái này đưa cho anh pha chạy dữ lắm. Anh em mua cuồng lửa để điện này chạy ngọt ngào tình cảm luôn. Đó. Ở ngoài sau còn vàng ươm nè. Ở ngoài trước này nó hơi bị dợp nước vàng nè. Nè, gin 99 nha, 4413 nha. Kéo lộ mít số 3 chóc à. Rồi cái thằng con lửa này bán cho bà con cái hoa lăng này bán cho bà con 750. Đó, nhân tay còn chấm tay hết nha. Hoa lăng này đưa theo cái nhông đời luôn nha. Và xin đời luôn nha. Hai thằng này bán chung. Hoa lăng này đi vô 750. Đó, giá hợp lý lại nha. Rồi tiếp theo là bộ số 99. Tiếp theo là bộ số 99 đây, bao hú cho bà con luôn, găng cỏ là còn 5 màu quanh luôn. Đầy đủ nguyên bộ số 99. Bao hú luôn. Còn nhớt không chế thêm luôn. Này nhớt hơi ít qua nha. Nè găng cỏ nè đẹp trai luôn đó. Thấy không? Nhôm xích tải nè. Số 99 theo xe. Máy gin nó tăng đa gin tháo lần đầu tiên. Số nè ngon lành cành đào bao hú luôn đó. Bán chiều qua. Rồi ghi vô dòng bộ số chiều qua. Thổ nhất vô thêm dòng đây. Cái này hơi yếu nhất rồi. Đầy đủ chọn nguyên bộ số cho M99 chiều qua. Bao hú luôn. Nay mà bị hú bị mẻ số ha. Hơi số. Mua gắn vô.
đầy đủ phụ kiện cho bà con nè ha, đầy đủ hết trơn, không có thiếu phụ kiện gì hết. Nói chung là em gã xe nhà cho nên là găng cỏ là bao hư bao gãi hết. Đây mùa số 99 chiều 3, cái này hôm nữa có đỏ không sao hết, yếu nhất vậy còn quá nè. Rồi tiếp theo là cái này là muỗng nhớt, muỗng nhớt với ba cái linh tinh đi theo á. Bộ nồi 1099, nồi bị gớt nồi đó, bán 2 triệu thôi đó. Nồi LK, nồi này giờ là thay bố ba càng nha, bố ba càng bị mòn quá mòn nha cô bác ha, còn sao được mà mòn quá mòn. Chuông này người ta có vớt rồi ha, chuông người ta có tiện rồi, vớt chuông rồi, giờ thay bố ba càng lên là lụm găng cỏ bao bao hú luôn, không hú đâu. KF là chuồng heo 99 đây đó, đăng lên 32 triệu không được, mốt bán lẻ luôn, găng này là bao hú cho bà con luôn, ngon lành lắm. Bố lá KF là F ha, 1099 tháo xe. Rồi bộ 1099 giờ chúng ta thay bố ba càng vô lụm thôi, gắn alpha rồi, gắn phu một rồi, gắn 110 rồi nè. Rồi bộ nồi này cho xuống đây mà nữa mình bán chung vậy nè nha, nhớ nha, bộ nồi bán có muỗng vớt như nè, hết trơn như nè, 2 triệu. Nồi này bị gớt nồi, tức là đã thay bố, giờ chúng ta thay bố lại bố KFL. KFL bên mình còn phải không? Bố KFL bên đây còn bán cho bà con là KFL bán 750. Đó, mua bộ nồi, thay KFL vô chạy phần phần bao móc bắt đầu luôn. Rồi tiếp theo là ốc hả? Giỏ đây, nghe tiền giỏ cũng đỏ ốc ra đây lấy thấy qua bên đây chút dẹp sao. Đây là giỏ quay y 2022 1.450.000. Giỏ quay y 2022 chúng ta sẽ gắn quay y full led. Đó, full mập full led quay đầu dò quay led. Đó, RGX Black quay 110 Thái. Lộn lộn quay quay y 110 mới giờ đó. Quay y 110, quay y 125. Trước là 250 sau 275, rồi hai cái ruột đâu? Gột thì 250 không ai xài trước sau xài chung, tại vì gột Thái cái hông nó nhỏ không cần xài gột 275. Nói chung là trước sau xài chung cái gột một à, nó 250. Gột IGC Thái thì 240 một cặp, 120.000 một cái. Đây gột IGC dẻo nhẹo luôn, xịn xò dẻo nhẹo luôn, nói cho bà con xài bao đâm luôn. Cặp vỏ này quay 2022 1.450.000, tuổi thọ rất là cao, rất là bền. Nó sử dụng full channel này quá đẹp nhất cái nách vỏ luôn ha. Lên xe là nhìn cái vỏ chỉ đẹp gì nè, thì nó sẽ đẹp vỏ dữ lắm luôn. Đó. Rồi vỏ dày dặn cứng chắc, lực lượng vỏ này là phải sử dụng ruột nha. Cái hông nó nhỏ cho nên là sử dụng cái ruột 250 thôi. Vỏ này quay 2022 vô là vỏ trước 250, vỏ sau 275. Là trước 70-90, sau là 80-90. Rồi trừ 17 là anh em vô X-Bike cũng được nha. Vô Suzuki X-Bike, Suzuki, Sugum. Đó. Rồi Asulo. Đó. Là trước 70 nè, sau 80 trừ 17 là lậm lúa. Đó, full channel cũng vậy luôn, full neo, full 2, full X, full mập, full LED. Rồi cho qua, 1.450. Giỏ IGC của Thái Lan xịn. Rồi cho qua đi. Rồi chút xíu đợi lại đây chút xíu quay thêm. Đây là vỏ đun lớp, đun lớp mà vỏ đun lớp nhỏ. Đun lớp nhỏ là trước 225 sau 250. Đó. Nè. Cái chỉ đẹp gì đây. Cặp vỏ này là 1.3 triệu. Vỏ đun lớp nhỏ là 1.3 triệu. Đun lớp này phải xài ruột nha bà con nha. Đó là trước 90 trừ 17 vỏ 225 sử dụng cái dành 1.2, sau là 250 là 8, sau là 70-90 trừ 17 vô quay quanh pha lóc trắng lóc đen nhỏ nhỏ đó, vô quanh pha lóc trắng lóc đen nè, đẹp lắm. 110 ZX pha cộng, vỏ này phải sử dụng ruột nè, lần chỉ đẹp. Vỏ đun lớp TT900 của Thái Lan xịn. Đây là giỏ của Nhật Bản hợp tác với Thái Lan xịn sò, đun lớp TT900 giá 1.3 triệu. Hàng này là phải cao cấp rồi nha, giỏ nhỏ lắm cho nên là đi rất là đã. Magen Thái Lan đây,
TT900, nó in cái chữ này dính lên vỏ vậy luôn nha. Rồi vỏ này là một chiêu qua, chiêu qua Made in Thái Lan, vỏ đun lớp của thương hiệu của Nhật Bản hợp tác với Thái Lan. Vẫn sử dụng chung một cái ruột này 250. Vỏ đun lớp lớn em cũng có, nó đun lớp là trước 250 sau 275 á, chịu gỡ một cặp có luôn. Rồi này cho qua đây. Rồi tiếp theo là ốc. Và hai bóc cái này là ốc gì đây? Ốc Wanfa Lóc Tan 400.000. Đó, bán bọc Wanfa Lóc Tan 400.000 về cho bà con ốc dần chân không có ốc mái nha. Thôi mấy bộ ốc mái có đây không? Ốc mái mới cho mừ á. 7 bộ như bán được 3 bộ hả? Rồi bó ốc Wanfa Lóc Tan ốc dần chân có mấy con số quắc, có mấy con cũng đẹp lắm á. Còn đẹp. Những con này còn đẹp nè, rồi rửa ra khỏi cần gam nè, những con số quắc cần gam lại. Rồi nói chung bó ốc này rất là khá nha. Bó ốc dần chân Wanfa Lóc Tan bán 400.000 nguyên ốc dần chân cốt gấp luôn nha, đầy đủ hết trơn cái ốc dần chân á, mà nó thiếu ốc mái nha, không có ốc mái nha. À, giờ chúng ta gam là mình muốn làm gì đó làm tùy hiếu huynh, giờ dọn xe dọn mới đó, ốc nào bị lai á hoặc Trung Quốc á, Trung Quốc chúng ta dọn lại mua ốc Alpha này để vô chạy nó cứng ngắt cứng còng luôn á, ngon lành á. Ok luôn nha cô bác ơi. Rồi cô chú anh chị nào nè, con này đẹp nè, cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng bó ốc Alpha Lóc Đen ốc Kin, trời còn mấy con này đẹp chứ ta, ốc Kin theo xe ốc dần chân không có ốc mái thì chúng ta mua cái bộ này gắn lên giá rẻ thôi 400.000, giờ chúng ta muốn làm gì để làm, muốn đơm vô luôn là hoặc không được và rửa ra đó, còn mấy con này còn sáng ha. Wanfa Lóc Tan 400 hoặc là chúng ta gam lại, rồi phần này cho qua đây chắc này là lôi. Ở đây là bộ ốc GS, GS thì nó sẽ được có cái khóa yên luôn 300.000, ốc GS phải không 300. Bây giờ bóc GS này bán nhanh gọn lẹ cho bà con luôn, tốc độ bán 250. Cái giá này là rẻ như là cái linh tháng 10 vô tháng 10 rồi, 250. Ốc GS có cái bướm miên nè, bướm miên còn 7 màu đẹp lung linh nè ha. Rồi nguyên cái ốc dần chân không có ốc mái, có con đẹp con xấu quá, giờ cho anh em gam lại. Ốc mái 110 á, ốc mới á. Nè có những con đẹp ghê không? Trời ơi, có những cái ốc Kin không nè, chọn nè chưa? Coi luôn á. Mấy con này phải gam rồi, đen gì đưa vô xe nó kỳ quá. AGS là sử dụng chung WA. Đó. AGS WA cắt đời sẽ được, AGS cắt đời AGS V rồi đó. Rồi, máy như đạ cái dòng đó đó. 250 rồi bóc GS ẩm xuống luôn. Rồi clip này đây là kết thúc nha bà con ha. Rồi xin chào bà con cô bác.